Thế thế chưa bị là lộ. Còn cái vấn đề mà các bác bảo là sơn nhà hay không thì có lẽ là làm xong công trình phụ đã anh báo. vâng, cái đây thì là xong hết đã. Xong hết thì Ôi, đây là cái nướng xong đất ra đường như này. vâng, Ôi, thế thì chả bụi lắm à? không, cái đấy thì tí mình cầu luôn đấy, À, thế cầu mới cao luôn, cầu không quyết cho nó là sạch. bụi vào nhà các cháu quá. Đúng rồi. Đấy. Ngô này trồng cho anh báo. Lưu này gần 6 giờ trồng. Mến chào các anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Anh em đang có mặt ở nhà anh Báo và đáng lẽ là sáng hôm nay sẽ có hai chuyến vật liệu lên. Vâng. Đấy, nhưng mà anh ấy đi sửa xe thì anh hẹn là tầm giờ đầu giờ chiều. Đấy thì là anh sẽ chờ ở đây hai chuyến. Vâng. Trong đó có gạch, xi măng, Vâng. sắt, bột đá, Vâng. cát chát. Đấy, thì là đủ hết để làm công trình phụ. Thì hôm nay mình sẽ tập kết nhé. Vâng. Xong là tiến tới là ngày mai là mình sẽ gọi là lên kế hoạch làm luôn. Các bác Vâng. cũng bảo là làm như này thì không phải tìm thuê thợ, bởi vì áp báo không không biết làm bao nhiêu, thì bây giờ thợ Mỹ đội thợ đang làm nhà trên chơi rồi. Thì Đúng anh rồi. xem rằng là ở đây quanh đây có thợ nào cứng ấy thì mình thuê công nhật về làm với anh Báo Vâng, nhé. vâng, vâng. Thì bây giờ là còn cái phần công việc rất nhỏ thôi, và cái khoản kinh phí là sau khi mình trừ lắp điện đi thì đâu đó là còn 22,6 triệu. Thế thì là mình sẽ phải đâu, tổng kinh phí là 25 triệu. Thì là trừ kinh phí lắp điện đi thì mình còn 23 triệu 100. Đấy, mình trả công anh em này, rồi là công thợ thì là 1 triệu rưỡi các bác nhé. Công thợ là 1 triệu rưỡi. Và mình mua gen. Anh hình như anh phải đi mua thêm mấy con ốc bao nhiêu tiền? Còn anh đến 10.000 không? Không, ốc đấy 15.000. À, 15.000 à? Vâng. Thế thì em đưa cho anh nhé. Thế thì là mình mua gen các thứ là hơn 400.000 nữa. Đấy. Thì là tổng cộng là đâu đó là mình còn 23 triệu. Gói gọn trong cái lúc lắp điện đấy thì cả công cả đi mua nẹp dây điện mọi thứ. Thì hôm anh em thợ làm cũng tối xong mới về, xong là chiều hôm sau lại vào sửa một cái dây điện nào mà anh để chuột nó cắn ấy. Đấy. Thì cũng hiện tại là cũng xong rồi các bác nhé. Thì cũng gửi phần đấy rồi, thì là mình sẽ còn đâu đó là tròn 23 triệu để mình làm công trình phụ. Vâng. Và hy vọng là dư ra thì là sẽ làm sân. Ở đây kế hoạch để mà dư ra được thì chắc chắc anh Báo phải làm cùng anh em. Vâng. Đấy. Hoặc là mình thuê thêm một anh thợ cứng về thì mình sẽ cùng làm. Bởi Vâng. vì nhà vệ sinh không quá to đâu. Một Vâng. thợ cứng về thì nó mới biết đan sắt mọi thứ, đổ mái ấy. Vâng. Đấy. Với lại vợ thì hôm nay cố gắng Ngô sắp xong chưa, thì là xong thì vợ sẽ cùng phụ. Vâng. Thì may ra thì đỡ được một khoản công thợ đi thì là dư ra vật liệu thì sẽ láng sân cho nó sạch. Vâng. Đấy. Thì kế hoạch đang là như vậy. Thì mình sẽ tiến hành là vật liệu vào thì lên làm luôn Vâng. nhé. Vâng. Ô, bên kia đang quây hết lưỡi đen vào này, nhốt gà. Cái đấy gà mình trồng gu thì sợ sợ nó mấy đàn gà nó Về về. bới à? Ừ. Sẽ nó về bới lên đúng Đúng rồi, bữa lên thì lúc đấy mình vẫn mất công hết. không? Ừ. Bây giờ là bao nhiêu gà đây? Xem cái trang trại mới của áp báo. Ngó ngàng qua một tí nữa. Bao nhiêu con gà rồi tất cả? Sáu bảy con. Thì có con gà trống đẹp phết nhỉ? Gà trống kia nhà anh à? Vâng. Chỉ có để mua có đấy thôi. Có một con gà trống để giống đẹp phết đấy nhỉ. Đúng rồi, một con thôi. Đấy, một con gà trống. Gà mái thì có 5 đàn rồi à? Vẫn nan đàn nhưng mà chả biết nó bị như nào, mình đi mua thuốc về nó vẫn trước lần lần trước thì vẫn khỏi nhưng mà lần này chả biết sao mà mua thuốc cho nó vẫn không khỏi, vẫn chết chết liên tục. Chết con gà con á? Ừ. Gà mẹ có làm sao? Mẹ không. Chết gà con? Vâng. Hay là bị làm sao nhỉ? Nó
kiểu cứ nó chất trắng trắng. Cứ trắng trắng á? Ừ. À phân trắng rồi. Thế thì có thuốc. Thuốc đấy là, để xem là em về hỏi cho. Cái thuốc đấy thì thường thường là trước đây bà của Khâm hay nuôi gà là bị phân trắng này là bà về bà trộn với lại thức ăn à. Cho gà con ăn. Phân trắng đấy, phân trắng. Đúng rồi. Nên đi tìm thuốc về chắc là được. Quay luôn cả cái chỗ bò kia vào à? Vâng. Cho nó đỡ nắng nhỉ? Đúng rồi. Bởi vì bên cái chuồng của anh hiện tại là hướng tây bên kia là mặt trời lặn là ui, nóng lắm. Nóng lắm. Ừ. Nắn vào bò hết đấy thì mới là như thế. Bò này thì nắng cái này chịu khó cho nó uống nước. Vâng. Buổi tối về mà quên cho nó uống nước là nó khát nước đấy. Đúng rồi. Thì con bò mới của anh lông giống cái con bò lai phết đấy. Rông rất là mượt. Chả biết nó nuôi ăn như kiểu nào. À. Nó vẫn không ăn mãi đấy. Ăn mấy không? Không ăn mấy à? Không ăn như con như đô kia đâu. Đa nghi rằng là không phải bò địa phương đấy. Bò địa phương mình thì lá cây cũng ăn. Đúng rồi. Cỏ mọi thứ là nó ăn. Còn này hình như chỉ đòi ăn cám nhiều hơn đúng không? Thế là nói cho cám cho nó ăn không hay là như nào? Xem vật liệu kia lên nhà này. Hey. Ở đây không quay thì gà nó vẫn ra bình thường. Không, đây thì mình vẫn đi lấy ở nhà cũ về. Ừ. Bởi vì là hôm nay mình đã trồng như thế thì để chiều hay là tối mình đi lấy về. Ừ. Kiểu cho nó lấy ở nhà cũ về thôi gì, không để mua đâu gì. Không, nhưng mà đen này thì mua về. Ừ. Rồi quay vào cho gà nó đỡ ra ngoài. Còn kế hoạch thì vẫn là sửa lại cái chỗ công trình phụ này nhá. Vâng. Sửa lại móng đi. Vâng. Móng thì là chắc là tí về thì chiều mình sửa thế nào. Sửa xong thì anh đi tìm thợ thế nào được thợ. Có thợ nào cứng thì thợ cứng về thuê công nghiệp của họ. Xem họ lấy ngày nào. Nghĩa là vẫn có. Thợ cứng vẫn có mà. Nhưng mà chả biết nó có đi là cái gì không, sợ nó đi là cái khác rồi thì sợ nó không ở nhà thôi. Thế thêm muốn nhanh thì thuê thêm hai người. Ừ. Còn không có thì ít nhất là cũng phải có một anh thợ cứng vì. Đấy thì là. Bởi vì anh Táo chưa biết làm đâu. Không. Anh chỉ biết xây đơn giản thôi. Đúng rồi, mình có làm lần nào đâu. Anh không biết làm thứ đâu. Đúng rồi. Cái đấy là đi gọi một tìm một thần cứng. Ừ. Thì gọi một hai ba người về giúp nữa thì rồi. Ừ. là hai ngày như thế. Đá sao? Còn chưa có đây này. Đá thì làm đá là móng làm bên này thì vẫn tụ đá cứng. Ừ. Chỉ có ở dưới này thôi. Cứng rồi thì thôi bên này. Ừ. Bên này cần một lượt đá lên. Thế là anh lúc nào làm luôn thì anh cậy đằng sau nhà này. Lúc nào mai chắc phải làm luôn rồi đấy để cho vâng. Xanh xong nhanh cho nhà anh đi. Vâng. Đấy xem nào, trong nhà là cửa cán mọi thứ là cửa là cũng xong rồi, bây giờ là còn điện đóm nó cũng xong hết rồi đúng không? Xong hết rồi. Thì mai mua một cái khóa về nhé. Vâng. Cái này là phải có khóa. Cái này bảo anh Công là làm một cái tấm ốp và tủ máy bơm là các anh ấy lắp chờ ở đây đúng không? Đúng rồi. Điện đây bật. Không. À cái này ở ngoài. Một cái ở ngoài này có một cái thì nhà vệ sinh. Chờ nhà vệ sinh. À rồi, ok. Ừ. Thì cái này đi đâu? Còn một cái thì ở trong. Đây là ổ cắm. Vâng. Bàn bếp. Vâng. Dự định là như thế. Đúng rồi. Rồi. Có những cái mà nếu mà trong quá trình mà làm xong hết mọi thứ mà chưa xong thì anh Táo cũng phải bố trí anh làm nhé. Vâng. Tôi không làm thì do là nhà của anh Táo thôi.
sau khi bàn giao thì em Khâm sẽ công bố quyết định nữa. Vâng. Thì bật hết một lượt đi lên xem thôi. Thử có cái xa. Bóng này bật ở đâu? Bóng này bật ở đây. Ồ, nhiều bóng quá nhỉ. Nhiều thật đấy. Đây, đây cũng có bóng này. Có đấy. Hết. Nguyên trong nhà là 3 bóng rồi. Đúng rồi. Rất là sáng. Có 3 phòng, 3 bóng nữa. Rồi. Ok, mọi thứ công việc điện đóm này cũng xong rồi. Đúng rồi. Bóng ngoài cũng là bóng đúng không? Bóng nhà các cháu ấy. Cào cho các cháu chứ. Dạ đúng không? Ừ. Ừ. Kiểu này vẫn cứ cấn một tí. Cứng một tí à? Ừ. Cái đấy là do mình lát gạch thôi. Ừ, cái đấy là... Hay là do bên trên? Do trẻ. Do bên trên là sao? Chắc là vẫn không sâu nhỉ? Ừ. Không. Rít một tí bên trên này. Và nó là thanh này không được thẳng hoặc là cho chát không được thẳng đoạn này thì nó vắng đoạn này xuống này. Đúng rồi. Rít một tí không sao. Không, cái này không sao. Cái này không thì... sao đâu. Cái này thì lại đơn giản thôi. Đúng rồi. Một thời gian còn sợ nó lỏng ấy. Đúng rồi đấy. Cái đấy thì... Mình... Ui... Trẻ con ở đây. Vỡ rồi à? Vỡ rồi, vỡ rồi. Sao không biết à? Vâng, lúc nãy không vỡ đâu. Thôi. Sau này mua cái mới, cái này mấy chục. Muốn hay cái về trẻ con nhìn hỏng hết. Nhà A Páo thì có 8 cái ghế các bác nhé. Không phải là 4 cái đó. Một cái nó đi đâu rồi? À. Hai cái ở đây. Còn một cái ở bên này nữa. Nhà phòng khách là quá rộng rồi nhá. Này làm này là... Này 1, 2, quá rộng rồi. Phòng khách A Páo này nếu mà trên này ngồi mâm 8 thì ngồi 4 mâm là vẫn thoải mái. Có lối một hàng lối đi này. Đúng rồi. Đấy. Nếu mà dài gọn nha, đây một mâm này, đây hai mâm, đây được ba mâm, trên kia được hai mâm, đây nhà anh Táo ngồi ít nhất được 5 mâm. Do là không phải là ngồi 6 mà người, nếu mà ngồi 6 thì ngồi nhiều hơn. Trên này mâm ngồi 8 con mâm thì ngồi 10 người. Thế là... Còn cái vấn đề mà các bác bảo là sơn nhà hay không thì có lẽ là làm xong công trình phụ đã anh Báo. Vâng, cái đây thì là xong hết à? Ừ. Xong hết thì thế nào? Nên có tiền dư tiền, ra tiền dư ra thì mua sơn về tự sơn. Sơn xong. Còn không thì có sơn hay không thì anh Báo. Nếu mà không kinh phí thì anh Báo thì sau này anh tự làm. Vâng. Thực ra cái vấn đề sơn nhà thì có hai luồng ý kiến như thế này. Một thì là các bác góp ý cho là nên sơn để cho nhà sáng. Đấy. Để cho nhà sáng rồi là chống bảo vệ được thêm bức tường của mình ấy. Đấy. Đầu tiên là cái sơn vào thì đẹp hơn đấy. Cái thứ hai thì là phải có kinh phí thì mới sơn được. Bây giờ kinh phí thì nếu như mà thuê chẳng hạn thì ít nhất là nếu cả tiền sơn cả tiền thuê phải có ít nhất là 5 triệu là mình sơn cơ bản, sơn đơn giản thôi. Bác nào làm sơn thì mọi người biết được cái giá thị trường là đối với cái nhà của A Báo khoảng 66 m², tôi tính bếp của anh là độ khoảng hơn 20 m² nữa. Vâng. Thì nếu mà sơn ra tính cả công thị trường thì bèo là cũng phải có khoảng 3 triệu. Đấy là sơn đơn giản, thợ đi làm chỉ việc lăn sơn thôi đấy. À. Còn tiền sơn thì nếu mà nguyên sơn lót thì cũng phải có độ khoảng với nhà anh mà sơn đủ ra chắc phải có khoảng 3 đến 4 thùng mới sơn được từ nhà sang bếp phòng ngủ. Đấy, còn nếu mà muốn sơn màu nữa thì lại ít nhất là cũng phải cần 2 thùng nữa trong và mặt tiền. Và sơn thì bây giờ tính rẻ nhất là một hộp 500.000.
Một hồ năm trăm nghìn. À, là hộp gọi là sơn loại cơ bản nhất rồi đấy. À. Đấy. Còn cái loại rẻ hơn nữa thì không nên mua. Đúng rồi. Đấy thì là đắt hơn thì có 700, có 800, có 1 triệu, 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi có một thùng. À. Đấy, nó là nằm như thế. Thì là nếu mà sơn nhà báo thì ít nhất thì là cũng phải có 4 thùng sơn lót với lại 2 thùng sơn màu. Đấy, là tổng cộng là 6 thùng, giả sử như là tiền tiền nó cứ thượng màu cũng với thùng lót như nhau hết thì 500, 5 x 6, 30 thì đã vào 3 triệu tiền sơn rồi. Đấy. Còn đúng mình rồi. Tự sơn được thì là chỉ việc mua con lăn về xong là tự lăn thôi. Trên đấy là trà tường nữa. Đúng rồi. Đấy, mất thời gian trà tường nữa thì mình sẽ chỉ cần có khoảng gói khoảng 3 triệu. Trên đấy là mình tính. Bởi vì nhà tính sơn. Tính ra thì nhà anh này với nhà A Mỹ thì sắp bằng nhau rồi. Tính nhà của anh cả cái phần bếp nữa thì là đã hơn 80 mét vuông rồi, gần 90 mét vuông. Đấy. Hơn rồi đấy. Hơn mà khả năng hơn. Đấy thì nhà A Mỹ giờ đấy là hết cũng hết 6 thùng sơn. À. Ừ nhưng mà nhà A Mỹ 5 thùng sơn lót luôn đấy, A Mỹ cũng chỉ sơn lót thôi. Đúng rồi. Đấy. Thì kế hoạch là nếu mà sơn nhà thì mình ít nhất là mình phải có kinh phí khoảng 3 triệu và anh em mình gia đình mọi người cùng nhau hỗ trợ nhau sơn. Còn thuê thợ về thì không khả thi lắm. Đúng rồi. Thuê thợ về thì có thể là trả công nhật cho thợ về về lăn không thì hai thợ về chắc nhà anh cũng phải một ngày không xong được đâu. Không, đúng tính không. Ra công nhật ngày 8 tiếng thì sẽ không làm xong được. Đúng rồi, không xong được. Trừ khi khoán thì họ sẽ làm cố, làm sớm nhưng họ nghỉ muộn. Đúng rồi. Đấy là về vấn đề sơn. Còn cái góp ý thứ hai rằng là nhà không nên sơn. Bởi vì khán giả là nhiều người, mỗi người một ý kiến. Nhiều các bác thì bảo là không nên sơn để cho cái lấy cái tiền sơn đấy đi làm cần câu cơm. Giả sử như 3 triệu đó mình không sơn thì 3 triệu đấy trước mắt là có thể là làm được cái sân sạch đấy. Đúng rồi. Đấy, bây giờ chỉ gọi là mua sân này thì sân này của anh thì chắc phải 2 xe bột đá. Sân này thì bởi vì nếu mà theo ý tưởng của anh làm rộng hết ra kia thì phải có 2 xe bột đá để mà vào hết từ phần trong bếp các thứ phần đi xuống chuồng như kìa. Đấy còn nguyên cái sân đằng trước mặt thì chắc là một xe là cũng cơ bản là đủ nó sẽ không được dày lắm. Đúng rồi. Sân thì nếu mà muốn chắc lâu thì nó cũng phải dày ít nhất là độ khoảng được khoảng 6 đến 10 phân. Đấy, 10 phân thì nó bằng này thì nó đúng rồi. 10 phân nó bằng này. Thì nó hơi dày. Nhưng mà 6 phân thì gọi là nó vừa vừa. Cái đấy thì và cái nữa thì là xi măng phải có phải trộn nhiều một chút. Vâng. Nếu mà anh trộn ít xi măng quá thì một thời gian nó bong lên. Bong lên xong đi vào rất là bụi. Quét nhà thôi, chỉ cần quét thôi là nó cũng bột đá nó cũng hầy lên và bụi rất là bụi. Đúng rồi. Cái sân này vẫn cần phải xi măng nhiều một tí thì nó mới mịn được. Vâng. Đấy thì mọi người thấy không phân tích rằng là nếu mà có dư tiền ra thì mình nên sơn nhà hay là mình nên làm sân. Thì kế hoạch là nếu mà làm cái nhà vệ sinh của áp báo ấy, ngày trước không làm bên nhà Minh Ngọc thì về cơ bản diện tích là cũng không được rộng lắm đâu. Nhưng mà hồi đó là mình kinh phí làm thuê khoán cho thợ 5 triệu nữa thì tổng công ra là hình như là được hơn 23 triệu. Đúng rồi. 23 triệu rưỡi thì mới làm được một cái công trình phụ hai ngăn nhà hai như thế. Thì cái gạch đỏ ấy thì các bác bảo làm tường ngăn giữa nhà vệ sinh và nhà tắm thì cũng rất là hay. Thì mình sẽ dùng cái gạch đỏ cái làm xây cái bức tường ngăn nhé. Vâng. Hiểu không? Nhà vệ sinh ở đây, nhà tắm ở đây thì cái bức tường ngăn thì lấy gạch đỏ xây lên. Được. Thì lấy cát chát vào. Rồi vâng. Bởi vì là gạch đỏ thì nó vẫn bé hơn một tí thì vẫn gạch ở trong vẫn rộng hơn nữa. Thì gạch thì em sẽ khả năng sẽ gọi khoảng 300 thôi. Vâng. Về thì chiều nay lên. Vâng vâng. Chiều nay lên mà em không có thời gian qua đây thì anh báo tự nhận tự kiểm mọi thứ nhé. Vâng vâng. Gạch xi măng và số liệu thì em sẽ báo cho anh cụ thể. Nước đi. Vâng. Mời tôi ba uống nước nhé. Vậy là nhà báo là cũng sắp xong xuôi hoàn thiện rồi. Đấy.
nhà anh báo mọi thứ là cũng sắp hòm hòm đến xong xuôi hết rồi đó. Đúng rồi. Áp báo có dự định gì cho tương lai chưa? Vẫn xa xong rồi thì vẫn thích thích vào ở nhà mới. Thích vào ở rồi. Vâng, thì là và làm đau giường đi là vào ở thôi. Vâng. Và làm thế thì vẫn mua thêm chiếu về giải. Làm thích làm nam mông cơ. Mơn mơn hay hay anh vẫn mấy anh cản truyền thu tất cả mấy người anh các bác tất cả vào cùng chơi một ngày ăn cùng chơi một ngày vâng thì ăn làm một ngày luôn vâng vẫn bao chơi nó năm ăn năm mâm như thế thôi. Năm mâm này là tân gia hay là gọi là cơm mời cảm ơn anh em hay là cơm không. Gì cơm mời cả anh em chứ cảm ơn anh em vâng. Cái gọi là cảm ơn bà con lối xóm. Vâng vâng. Mời ai nữa? Mời cả hai em nữa. Cả anh công nữa. Anh công anh Đức. Cần em Mỹ thổi thổi cỡ em Mỹ nữa. Thợ. Vâng. Bởi vì là nói về giúp nhiều thì vẫn mà xong thì không đang hỏi thi vào nhà mới. Kế hoạch tương lai của anh thôi, ý rằng là xong nhà thì đi làm cái gì rồi là có ở đây gọi là có cái tính toán làm cái gì không khi mà bỏ nghề thịt lợn rồi mọi thứ ấy, ý em là như thế thì anh Báo chắc lại hiểu là tính làm gì thì anh bảo là làm 5 mâm cơm. Thế định bao giờ làm? Để làm cho làm 3 tuần thôi. Ôi ồn, sang tuần. Ừ. Tháng tuần thì hôm nay là cuối tuần là hôm nay em đang ghi hình là thứ 7 thế sang tuần là còn mấy hôm nữa đâu thế định thứ hai thứ ba như thế. Ủa dồi, thế chưa xong câu trình phụ với sân thì làm sao mà ăn được. Kể đấy thì mình càng làm càng ăn chơi. Càng làm vừa ăn chơi. Ừ. Nhưng mà vẫn ý là còn vừa làm vừa ý là vừa làm xong là vừa kết hợp là vừa ăn. Vâng. Người có người về giúp nữa thì vẫn làm được thế nào thì ăn trước đã, có thế nào thì ui dù, làm sao? Vâng. Em muốn bởi vì ở. Là muốn vào ở đó. Muốn vào ở là phải làm mâm cơm chứ à? Vâng. Thế vậy sao nhiều chỗ là cứ vào ở xong rồi sau thì làm sao cũng được mà. Nhưng mà vẫn các ba vẫn các ba các cô tất cả vẫn rút nhiều thì được có nhà mới rồi thì cần vẫn thích vợ ấy. Thích vợ và thì theo em thế này em góp ý thôi nếu như không có kiên kỵ không có phải là làm bàn thờ hay là báo cáo tổ tiên gấp ấy thì anh muốn chán cái ở trên quá rồi thì cứ chuyển dần. Nếu mà bây giờ là xác định là nếu mà có tiền sơn nhà thì mình phải sơn trước rồi chuyển đầu vào sau. Nhưng mà bây giờ là muốn ở quá chẳng hạn thì em nghĩ rằng anh cứ về dọn dẹp tạm rồi là gia đình về đây ngủ nghỉ. Bởi vì có điện rồi, có cửa rồi, mọi thứ nó xong xuôi hết rồi, quét đi sạch là ở được thôi chứ không phải việc gì cả. Cái thứ hai, cái việc làm cơm như thế này. Đầu tiên thì cũng chia sẻ với anh là bây giờ là nếu mà làm cơm thì anh tự túc làm thôi. Đúng rồi. Kênh thì cũng không có tiền rồi. Đấy, với lại cái con bò trước bán thì mình cũng để làm nhà thôi, mình không trích ra mình làm cơm đâu. Bây giờ làm 5 mâm cơm thì bèo bèo là cũng có phải có độ khoảng 3 triệu. Tiền 2 đến 3 triệu. Có lợn, có gà, có thịt thì mới mời khách được. Đúng rồi. Đấy, mời trưởng thôn mọi người đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì em không phải là em tham ăn nhiều hay như nào đâu mà là anh mà mời mọi người về cảm ơn thì ít nhiều là trong mâm anh cũng phải có gà, có lợn, có thịt, mọi thứ ở trên như ở trên vùng cao mình là mời khách đến ăn cơm phải có như thế. Vâng. Thì gọi chung là nó cũng sẽ tốn tiền. Đấy, 5 mâm cơm là ít, là nếu mà nhà có con gà, con lợn thì nó còn đỡ, còn không có đi mua hết thì cũng phải có 2 đến 3 triệu mới làm 5 mâm cơm. Đấy, thì là mình phải tính toán xem là mình có tiền làm không. Đấy, còn cảm ơn anh em thì anh làm cơm ở nhà mới thì em thấy là nó cũng là cái tốt thôi. Đấy, cái bà con đến hộ thì mời mọi người đến ăn một bữa cảm ơn là chuyện bình thường. Đấy, nhưng mà bây giờ là mình phải tính toán là mình có tiền làm không này. Cái thứ hai nữa thì là công trình phụ với sân chưa được xong thì em thấy rằng là chưa hoàn thiện lắm. Vâng. Phải nói rằng là sân cũng chưa xong, công trình phụ cũng chưa làm. Bây giờ
ngày mai chắc thì anh đã tìm được anh em thợ cứng nào về cùng làm. Đấy, rồi ngày kia là thứ hai rồi, ngày kia nữa là thứ ba, anh dự định khoảng trong một trong hai ngày hôm đấy làm. Thì em thấy nó gấp quá, gấp quá, ăn uống no say xong là việc thì không, chưa làm được, thì quan điểm của em thì không 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 thích như thế. Quan điểm của em là trọn vẹn đi, xong hết đi, ít nhất là xong những cái phần thiết yếu đó, cái sân của mình xong đó, cái nhà bếp, nhà vệ sinh xong, bây giờ ăn uống đây rồi là khách khứa đến muốn đi vệ sinh thì đi ra ngoài không có chỗ nào đi, quay ra nương hoặc là ra sau nhà nó không được hay lắm. Đúng rồi. Anh cậu thừa nhận không? Về là bây giờ ăn mâm cơm chắc chắn là không thiếu rượu rồi. Rượu vào thì ngồi rất lâu, dai dai vào thì lại buồn đi vệ sinh mọi thứ chưa xong. Thì ý tưởng là cũng hay thôi, làm cơm để ăn cơm xong vào nhà mới ở cho nó khí thế thì em thấy cũng hay thôi, nhưng mình phải tính là như thế. Đúng rồi. À, thì có thể là rút ngắn, rút thế là bớt, ý là lui lại. Ở cứ vào là ở đi. Xong là cơm sẽ lui lại. Vâng. Lui lại đây là làm xong nhà vệ sinh với sân xong. Vâng. Thế thì làm thì triển khai vẫn anh thích triển khai như nào, lúc đấy nó dễ hơn. Thế thì anh, nhưng mà anh nghĩ là anh thi như thế. Ừ. Nhưng mà thế thì là vẫn làm nhà vệ sinh xong đó, cả đàn sơ, thế thì vẫn đổ sơ xong đấy, thì là thì có người vào thì mới có nhà vệ sinh. Không phải là em vào em bắt anh đâu, em không rồi, em cái đấy là còn anh mà vẫn cứ nằng nặc bảo là ngày này đẹp phải làm thì em không biết nói được. Đúng rồi đấy. Thì kế hoạch là cứ làm xong việc đã. Vâng. Ăn uống thì hôm nào chả được, đúng không? Đúng rồi. Còn về cơm nước thì em nghĩ rằng là bà con thì ngày nào cũng đến hộ mình rất đông, 5 mâm hoặc là 4 mâm hay là 3 mâm thì do anh thôi. Vâng. Mời thì chắc chắn bà con sẽ đến. Vâng. Công việc thì bà con còn đến thì nói gì là mời ăn uống thì chắc em nghĩ rằng là bà con cũng không, không có thiếu đâu. Đúng rồi. Thế còn làm bao nhiêu mâm, ngồi bao nhiêu người thì cái đấy á báo tự quyết định thôi. Vâng. Còn nóng lòng muốn vào nhà mới, muốn làm mấy bữa cơm tân gia ở đây cũng không phải đâu. Tân gia thì mọi người đến, mọi người lại thiệp này, thiệp hồng, thiệp kia cho mình thì cũng ngại. Ở đây thì nếu mà ngày trước mình đi nhiều người ta thì mình có thể là người ta về người ta cơm cảm ơn thôi, nhưng người ta cũng sẽ ý tứ. Đúng rồi. Người ta cũng sẽ khả năng sẽ mang ngu, mang rượu đến cho này. Vâng. Thế thì làm anh nghĩ là vẫn nghĩ như thế, nhưng mà thế thì là luôn còn là muốn ở cứ vào ở đi. Vâng. Bây giờ dọn dẹp đi. Ừ. Là vào ở thôi, tất nhiên là nhà mới này ai chả thích. Đúng. Điện à, vừa hôm qua vừa xong nữa rồi, bây giờ nóng thì lấy cái quạt về cắm vào là mát. Vâng. Nhà mới sạch này thích hơn nhiều so với nhà cũ chứ. Đúng. Bây rồi giờ bảo là nhìn cái nhà mới này xong lên cái nhà cũ trên kia nhìn vẫn biết là cái nơi mình gắn bó 5 năm ấy, nhưng mà nó có cảm giác thế nào ấy nhỉ. Nhà mới với nhà cũ bây giờ là muốn tâm trạng chỉ muốn về đây thôi. Đúng rồi. Tối là cũng ngủ đây rồi đúng không? Nhà các cháu rồi đúng không? Bởi vì có chứ. Làm sao mà trông bò các thứ, trên là không ngủ nữa. Không, tre thì không. À, tre thì vẫn không có cái gì đâu. Là không ngủ rồi đúng không? Ừ. Chỉ có là còn mấy bao tảnh thôi. Ừ. Thế ừ. Nhà mới là ngủ tối nào chứ? Nhà mới này thì anh vẫn lúc chuẩn bị chuẩn làm chuồng bò thì vẫn ngủ rồi. À, à, à. Ừ. Bởi vì là mình dắt bò ở gần trên đấy mình không ngủ thì sợ nó tối thì ai không ai chủ, như ai vứt cái gì nó trong bảo an thì cái đấy thì không đảm bảo được. Rồi, rồi. Ừ. Ok. Ừ. Thôi bây giờ là lại đi trồng ngô à? Vâng, không. Trồng thì vẫn trồng hết thửa này rồi, đi cày thửa của có sinh. Đi cày nương thì đi cày đi, còn bởi vì là vẫn còn mưa một tí như thế này thì cày được. Chắc chắn là anh phải ở đây để anh nhận vật liệu rồi. Vâng, vâng. Uống nước đi xong rồi đi làm thôi. Vâng. Ngày hôm nay đến đây thôi thì cũng cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Đấy, nhà báo là cũng sắp chuyển vật liệu vào nữa thì sẽ hoàn thiện nốt hai mục còn lại là sân với công trình phụ. Là coi như là anh em mình cũng sơ bộ là đã xong rồi và sẽ bảo để ra 200 nghìn nữa cho anh công anh làm cái biển nhà sẽ gắn vào cho A Báo nhớ đến các bác. Thế là cũng xong. Còn hôm nay mọi người thấy anh cũng sốt ruột lời là muốn làm cơm cảm ơn mọi người, cơm vào nhà mới các thứ thì cái đấy anh em mình cũng chỉ góp ý cho thôi. Còn việc làm hay không thì vẫn là của anh Báo. Còn theo ý của Khâm thì nãy em cũng nói rồi đấy.
thì anh vâng. thấy cái cân đối xem hợp lý thì làm, còn không thì tùy anh nhé. Vâng. Ok, hôm nay thì vào đây là cập nhật một chút những cái công việc còn tồn đọng thôi. Anh em mình sắp đến cái ngày mà gọi là tạm biệt cho anh Báo rồi mọi người ạ. Mọi người cùng chúc mừng cho anh Báo rồi nhé. Vâng. Đến đây thôi thì video cũng xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.